Lực lượng cảnh sát hình sự thuộc công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương truy xét hai nam thanh niên táo tợn gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn. Hai nam thanh niên đi trên một xe máy màu đỏ được camera an ninh ghi hình lại. Theo một số người dân, vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng nằm trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Hiện chưa rõ số vàng bị cướp là bao nhiêu. Thời điểm đó, một thanh niên ngồi trên xe máy đứng đợi ở ngoài. Một thanh niên khác lao nhanh vào tiệm vàng rồi dùng hung khí đập tủ kính chứa vàng. Sau đó, thanh niên này lấy đi một số vàng rồi chạy ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Trong tiệm vàng chỉ có một người phụ nữ trông coi, nên khi tên cướp hung hãn lao vào khiến người này hoảng sợ, chưa kịp phản ứng, thì tên cướp đã lấy vàng và tẩu thoát.